Ford Focus phiên bản mới đã lần đầu tiên lộ diện qua hình ảnh đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc vào hồi tháng 2 đầu năm. Đến hôm nay, ngày 6 tháng 6 năm 2022, mẫu xe hạng C này mới chính thức trình làng ở thị trường hàng xóm với Việt Nam. Ở phiên bản mới, Ford Focus tiếp tục có hai kiểu dáng sedan và hatchback. Dù ở kiểu dáng nào, xe cũng được cải tiến nhẹ trong thiết kế ngoại thất, trang bị nội thất và cả động cơ nhằm tăng sức cạnh tranh, lấy lại hào quang đã mất. Đội ngũ đứng đằng sau diện mạo mới của Focus 2022 chính là trung tâm thiết kế của Ford Trung Quốc, đặt tại thành phố Thượng Hải. Tương tự các mẫu xe cùng thương hiệu như Mondeo, Evos, Equator hay Equator Sport, Focus 2022 cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Ford. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe. Khi nhìn trực diện đầu xe, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt hình bát giác cỡ lớn, với mắt lưới hình tổ ong sơn màu đen. Lưới tản nhiệt giờ đây, nối liền với cụm đèn pha sắc sảo ở hai bên thay vì tách riêng như trước. Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình thang, với mắt lưới hình tổ ong tương tự lưới tản nhiệt, cản trước và khe gió mới ở hai góc đầu xe. Đáng tiếc là thiết kế bên sườn và phía sau của mẫu xe cỡ C này không thay đổi nhiều. Hãng Ford chỉ bổ sung vành la răng và cản sau mới cho xe. Đặc biệt, Ford Focus Sedan 2022 sẽ có thêm phiên bản mang kiểu dáng thể thao Style. Trong khi đó, Ford Focus Hatchback 2022 lại có phiên bản tương ứng là S Edition. Cả hai phiên bản này đều đi kèm logo riêng. Ở phiên bản Style, xe sẽ dùng vành hợp kim 18 inch, nằm trong lốp Michelin PS4 với kích thước 235-40x18 và hai ống xả hình tròn nằm bên phải. Trong khi đó, phiên bản S Edition đi kèm bộ vành cá nhân hóa hơn, cánh gió đuôi màu đen và họa tiết trang trí riêng trên thân xe. Bên trong Ford Focus 2022 là không gian nội thất có 3 cách phối màu, bao gồm đen tuyền, đen cam và đen đỏ. Trong đó, vô lăng, cần số, cụm điều khiển trung tâm và ghế đều được bọc da, trang trí bằng chỉ khâu màu đỏ nhằm tăng vẻ thể thao. Ở phiên bản Style, xe có thêm logo thêu trên ghế. Không để người tiêu dùng thất vọng, hãng Ford đã thay đổi đáng kể về trang bị nội thất của Focus 2022. Theo đó, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 8 inch sau vô lăng, màn hình cảm ứng 12,3 inch phục vụ hệ thống thông tin giải trí sinh 4 và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen. Không chỉ tiện nghi, Ford Focus mới còn an toàn hơn với hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2. Nằm bên dưới nắp capo của mẫu xe hạng C này là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít mới, tạo ra công suất tối đa 177 mã lực và mô men xoắn cực đại 243 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, cho phép xe tăng tốc 100 km/h trong thời gian 7,9 giây. Ngoài ra, xe còn có 3 chế độ lái là tiêu chuẩn, tiết kiệm và thể thao. Những trang bị đáng chú ý còn lại của Ford Focus 2022 ở thị trường Trung Quốc bao gồm hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống treo độc lập đa liên kết đằng sau. Hai phiên bản Style và S Edition sẽ có hệ thống treo hiệu chỉnh đặc biệt, thanh cân bằng trước sau cũng như gầm hạ thấp 10mm. Hiện giá xe Ford Focus mới vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với những thay đổi kể trên, đặc biệt là động cơ, Ford Focus 2022 hứa hẹn sẽ thêm hấp dẫn trong mắt khách hàng Trung Quốc. Trước đây, xe bị ghẻ lạnh vì sử dụng động cơ xăng 3 xi lanh vốn không được ưa chuộng tại quốc gia tỷ dân này.